khó khăn hay là áp lực điều gì không? Em thấy cũng bình thường à. Tại em còn nhỏ, em cũng đâu biết gì đâu. Nhiều khi mà mẹ giận cũng không biết sao mẹ giận luôn. Nhưng mà những cái lần đó mẹ cũng phải nên nói cho dâu, tại vì dâu còn mới quá, không hiểu ý mẹ. Mà hôm nay cô có dịp lên đây thì cô có dịp nói cái gì mà cô bỏ trong bụng bây giờ nói ra. Đúng rồi. Phải dạy. Dâu là phải dạy. Đúng rồi. Dâu là giống như con gái của mình. Mình phải dạy. Bên phía Suya gái có một người con gái thôi. Nên được cưng. Rất là cưng. Bữa đó hai vợ chồng tổ chức về thăm ba mẹ. Cô mới gọi điện thoại, cô cũng muốn hỏi thăm chị Xui. Cô nói gọi đi. Thấy chị cầm cái điện thoại, chị nói: "Mẹ hay gì mẹ?" "Ủa, mẹ con đâu?" Nói: "Mẹ con đang ngồi lặt đậu nấu chè." "Ủa, sao con không xuống phụ mẹ con? Để một mình mẹ con làm vậy?" Cười nghe răng cười thôi. Thế là chị Xui ngồi sau nghe tiếng: "Thôi chị, để cho con nghỉ ngơi đi, để em làm cho." Thôi rồi, bó tay. Bó tay. Nhà mẹ ruột cưng quá. Cưng quá, có đứa con. Lặt đậu á chú, cháo chè đậu, đậu trắng á. Mà lặt mấy cái đen đen ra nè. Lặt ra hết luôn. Là từng hộp một giống tấm á. Kính thưa quý vị, ứng dụng Đến Lớp sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị khán giả hãy đón xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu và các chương trình khác về tình yêu và gia đình trên Net Lớp. Net Lớp, kết nối tình yêu. Cô là tên Nguyễn Thị Thanh. Cô sinh 1967. Cô ở Phước Hải. Phước Hải, Long Hải đó hả? Con chào chú Huyền Linh. Em chào chị Đại Lộc. Chào khán giả. Em là Dương Thị Tiết Nhi, sinh năm 1998, quê cô ở Đồng Tháp, hiện tại anh ở Sài Gòn. Nhi làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ con, em làm được 2 tháng. Mới hả? Nhưng mà quen mẹ từ lâu rồi, hơn năm rồi. Con dâu mới tin luôn á. Ủa nhưng mà sao cái mối lương duyên gì mà gặp mẹ trước năm rồi là sao? Trước á là thằng con trai có quen một người. Quen người đó cũng được mấy năm rồi. Chuẩn bị đi về quê hỏi cho. Nhưng mà sao hai đứa không thích hợp chia tay nhau. Thấy con buồn quá, mẹ mới nói thôi con kiếm cuộc tình mới đi con. Sau cùng là dắt cô này về. Cô này về thì thấy cô lanh lợi, cũng dễ thương, cũng dễ cưng. Còn không biết Nhi thì sao? Cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng đó, ấn tượng điều gì? Mẹ, lần đầu tiên là gặp mẹ thấy mẹ nhìn em á, nhìn từ trên xuống dưới. Mẹ có giật mình, mẹ nói một câu: "Con sinh tuổi gì?" Em nói em sinh tuổi cọp. Cái mẹ nói: "Chết rồi, tuổi cọp chắc mỗi giờ giặt gà chết quá." Tại chồng em tuổi gà nên là sợ giặt chồng em. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Rồi sau đó làm dâu, dâu nó có dễ thương như lúc ban đầu mới gặp không? Có, nhưng mà không biết nè. Mẹ làm cho hết, mẹ thấy là con dâu thì phải ra hoài bưng chải. Dạ. Mà đôi khi cũng có bực mình. Bực mình nhưng mà trong lòng không để được lâu. Nhưng bực mình có nói cho nó nghe không? Cứ gặp đầu nói. Tại sáng lên là dâu đã đi rồi, tối dâu mới về. Thì một tuần lễ chỉ gặp dâu được bảy thứ bảy chủ nhật. Thì mẹ nói thôi có chuyện nó cũng không gì, thôi phải làm. Cứ làm đi, sức khỏe có là. Nên thương dâu mà. Còn nàng dâu thì sao? Có cảm thấy là mình hợp với mẹ điều gì không? Có, em hợp mẹ nhiều thứ. Mẹ xịt tin quá trời luôn. Mẹ là dễ nhất trên đời luôn á. Là mẹ ăn dọn nè, mẹ hát cũng hay nè, mẹ thương con á. Mẹ hiểu tâm lý đó. Cho nên là cái gì nhỏ nhỏ cái mẹ bỏ qua, hoặc là mẹ nhắc khéo, hoặc là dễ nói chồng em để chồng em nói em. Nhiều khi không biết chồng có nói hay không, không biết. Nhưng mà có bao giờ mẹ buồn nàng dâu mà mẹ không nói không? Tại vì mới quá. Có một kỳ cái ngày mà chuẩn bị đám cưới á, là nó hẹn cái ngày là cái nhằm ngày 23 bên đàn gái làm trước. Thì tháng đó liệt đứng lên: "Con có chịu ngày 23, con có chịu ngày 23, chuyển qua nhà khác cho con đi." Sao vậy? 23 ngày không tốt chị, 23 kỵ ngày 23, 14, 23 đó. Câu ông bà ta ngày xưa nói mấy cái ngày đó là em kỵ, cho nên là thà chọn rồi chọn ngày nào cũng được. Ủa nhưng mà sao mình lại chọn ngày 23 cô? Tại vì bên đàn gái đẩy trước, bên đàn trai rước dâu. Nhưng mà mình chỉ là nghĩ là đàn gái không có quan trọng. Mình nghĩ là rước dâu là quan trọng. Thì con dâu nó chịu.
la la lên, bắt đầu ngày mai biết lỗi, xin lỗi mẹ. Thì cũng thấy được. Cuối cùng có làm ngày 23 không? Không. Giờ thương con dâu rồi. Nói chung là con dâu cũng sợ ngày đó không tốt, rồi nữa về làm dâu cũng tốt thôi. Nhưng mà mình còn nhỏ mà mình về mình làm dâu vậy, mình có gặp khó khăn hay là áp lực điều gì không? Em thấy cũng bình thường à. Tại tại em còn nhỏ, em cũng đâu biết gì đâu. Nhiều khi mà mẹ giận cũng không biết sao mẹ giận luôn. Nhưng mà những cái lần đó mẹ cũng phải nên nói cho dâu, tại vì dâu còn mới quá, không hiểu ý mẹ. Có nhưng nên... mà hôm nay cô có dịp lên đây à. Thì cô có dịp nói. Dạ. Nói cái gì mà cô bỏ trong bụng bây giờ nói ra à, đúng rồi. Phải dạy. Dạ. Dâu là phải dạy. Dạ, dạ. Đúng rồi. Dâu là giống như con gái của mình. Mình phải dạy. Bên phía Suya gái có một người con gái thôi à. Nên được cưng. Được cưng. Rất là cưng. Bữa đó hai vợ chồng tổ chức về thăm ba mẹ. Dạ. Cô mới gọi điện thoại, cô cũng muốn hỏi thăm chị Xui. Yeah. Cô nói gọi đi. Thế chị cầm cái điện thoại, chị nói mẹ hay gì mẹ? Ủa mẹ con đâu? Yeah. Nói mẹ con đang ngồi lặt đậu nấu chè. Ủa sao con không xuống phụ mẹ con, để một mình mẹ con làm vậy? Cừ, nghe răng cừ thôi. Thế là chị Xui ngồi sau nghe tiếng. Thôi chị, để cho con nghỉ ngơi đi, để em làm cho. Thôi rồi, bó tay. Bó tay. Nhà mẹ ruột cưng quá rồi. Cưng quá, có đứa con lặt đậu á chú. Cháu chè đậu, đậu trắng á. Mà lặt mấy cái đen đen ra này, lặt ra hết luôn. Là từng hộp một giống như tấm á. Ngàn tấm mình lặt hộp từng hộp ra nấu cho con. Nhưng mà sao em tự nhiên xúc động vậy? Thương mẹ. Mẹ nhớ mẹ đó. Nhớ. Chính ra có những người con á, thấy mẹ thương rồi cũng không làm gì luôn. Nhưng chính ra càng mẹ mình càng thương mình á, mình là càng cố gắng học làm nhiều hơn nữa để có thể giúp mẹ sau này. Còn hai mẹ con về mua sắm, về ăn uống, về họp, có họp gì nữa không? Khéo lắm. Cứ mà mẹ nấu cái gì, mẹ nấu ngon quá. Cái gì cũng mẹ ngon quá. Mà thôi giờ biết rồi, biết cô ta nịnh mình rồi thì thôi, con xui làm thôi. Chứ giờ nói sao giờ. Yeah. Cái gì cũng khen á. Sinh nhật mẹ thì cũng biết mua quà cho mẹ. Lần đầu tiên mua đôi dép. Yeah. Không hỏi mẹ mà số mấy. Mua đôi dép gì mà mang gì nó bự quá trời bự luôn. Ôi đôi dép này sao mẹ mang vừa con. Nói thôi con đi đổi khác cho mẹ. Yeah. Rồi cũng mua cho mẹ cái áo. Yeah. Thấy cái gì thích là mua cho mẹ. Thấy cũng có hiếu thôi cũng được rồi. Mình thấy vậy cũng diễm phúc à. Vậy là cũng biết nhiều đó con. Dạ. Mẹ con nó còn không biết gì hết. Còn về cái khoản mà làm đẹp á, hai mẹ con mình gọi là có cùng chung quan điểm không? Chung gu luôn, gọi là trời sinh một cặp luôn nhá. Như chung nhập nước luôn á. Là đi sớm móng tay, làm tóc, mẹ tóc này đẹp không con? Thấy em đánh má hồng á. Cái má nó, thôi con đánh má hồng thì mẹ đi cho nó hồng cho nó đẹp. Em cũng đánh luôn. Vậy thì không biết hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Chắc có khẩu vị đồ ăn thôi. Đồ ăn thì tại vì mẹ Vũng Tàu, em miền Tây á, cho nên là không có hợp vị nha thôi. Nhưng mà chăm chế ăn vẫn được. Nhưng mà cô ơi, nàng dâu này á, có điểm nào mà cô chưa hài lòng không? Có. Phải có chứ. Dạ. Điều thứ nhất là về thấy mẹ mình làm cái gì, ở nhà vô phụ mẹ. Dù là mẹ nói thôi con đừng có làm, nhưng mình vẫn phải làm. Dạ. Đó là cái điểm đó. Dạ. Điều thứ hai, Lì. Nói hoài con ơi, nếu á đi hai vợ chồng mấy con mặc đồ kính, mặc đồ hở hở không nói gì. Yeah. Con đi trong gia đình á, con mặc đồ đừng có hở con ơi, mà cứ hở hoài. Tại có mấy cái quần mà nó nhìn nó đẹp đẹp đi tức cái kiểu, em thấy cũng thấy thích thích. Em mặc đại lên cho nó đẹp đẹp theo trend người ta. Điều thứ ba, ăn nói thì không suy nghĩ. Muốn nói là nói thôi, không biết người đó có buồn hay vui không quan trọng. Nhưng mà khi mà nhận là biết mình sai, là biết xin lỗi, thì cái đó cũng là mình cũng thấy là được cái chỗ đó. Mình xin lỗi, biết nhận được điểm. Xin lỗi hoài cũng mệt lắm. Sao còn, tức là còn không biết hay là con chưa biết? Con không biết thiệt. Chồng con cứ dặn là đánh lỡ, em cứ đánh lỡ 8-7 lần gì đi. Rồi em hãy nói ra. Cái con của một em cũng đánh lỡ, mà con ngồi suy nghĩ 15 phút đồng hồ rồi con mới nói. Mà con nói dẫn, con không hiểu. Thì con có điều gì cũng nói mẹ, có những gì mà đó giờ không dám nói không? Có. Có cái này giấu. Xin bảo mẹ trước, mình đàn không cho mẹ buồn. Cũng đều lưỡi rồi, uống mình. Uống lưỡi chưa? Là chuyện chăm chồng con. Chồng con nhiều khi mà mặn việc, ổng stress quá, cho nên là ổng ốm.
mà hỏi rằng chồng con trở qua cái mẹ nói sao mày không chăm chồng cho chồng mày gì hết mà chồng mày ốm quá à. Con mới nói là con cũng chăm chồng con ăn đều đặn đầy đủ chăm ổng quá trời luôn mà ổng ốm, rồi mong mẹ là mẹ thương con nhiều hơn là thương ổng một xíu, tại vì con cũng chăm ổng mà ổng cũng phải chăm con nữa chứ, phải chăm qua chăm lại. Nhiều khi mà có tầng không về nhà, hai ba tầng sau mới đem về nhà. Mập mập mới đem về nhà. À vậy đó hả? Dạ. Thì đúng rồi, mẹ là mẹ thì mày thấy con mẹ vậy mày phải lo rồi. Mẹ phải đau lòng rồi. Đừng ăn hiếp chồng con quá. Con hiếp không? Chắc cũng có, tuổi dần mà. Chú tuổi dần mà. Theo con thì thời gian sắp tới con phải làm gì để có thể cái mối đương nhiên tình cảm với mẹ chồng nàng dâu nó gắn chặt hơn? Con thì chắc con chừng nữa con về nhà con nấu cơm cho mẹ. Con đụng gì con làm đó cho mẹ, chứ lại là lựa lời lại xíu. Con biết là con lựa lời nhưng mà nhiều khi con không biết nó là sai. Hai mẹ con có giao lưu Facebook với nhau không? Có. Thế mẹ mà đứng ca là bấm tim, thả tim quá trời tim luôn. Đâu có dám đâu, phải vô thả tim thôi mẹ ghim. Bởi vậy mẹ cứ đăng hình gì cái là hoặc là nhiều khi like xong rồi phải bình luận. Nhiều khi mà ngày hôm đó cách ngày hai ngày không like thả tim cái mẹ cũng không có liên hệ, mẹ buồn buồn cũng phải quay lại là hiểu ý mẹ. Bữa nào dám là like xíu. Bữa nào nha chú ở Linh, nếu không bữa nào mặc đồ đẹp là đưa lên liền cho dấu khen. Ôi cha ơi, bữa nay mẹ đi đâu mày nhỏ màu tóc mà đẹp quá vậy mẹ, mẹ mặc đồ đẹp quá. Mẹ là thấy thích, tại vì có tuổi mình giờ ai khen là mình thấy thích rồi. Không like là mệt lắm á nha. Mẹ chồng nàng dâu giận nhau bởi vì không like đó, like cũng phải thả tim. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Mới cưới nhau chắc cũng không có chuyện gì nó mâu thuẫn căng thẳng lắm, chỉ thấy là vui lắm rồi. Bây giờ thì chồng con có gửi chương trình một bức thư để chú đọc coi chồng con nói gì đây. Gửi mẹ với vợ tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Suy nghĩ đầu tiên khi nghe tin vừa vui mà vừa lo. Vui vì anh xem cũng nhiều tập của chương trình rồi, có nhiều tình huống hài hước xảy ra trong cuộc sống hàng ngày giữa mẹ chồng và em mà anh chưa biết. Nhưng cũng lo lắng vì không biết câu chuyện của mẹ và vợ sẽ diễn ra như thế nào, các khúc mắc có được gỡ bỏ hay không. Em à, anh biết đôi lúc vợ cũng giận mẹ lắm vì không công bằng, thương anh hơn là thương em. Lo lắng chăm sóc anh, dặn vợ lo chăm sóc cho chồng nhưng không quan tâm và để ý tới cảm xúc của vợ. Nhưng nhiều khi không có vợ, mẹ cũng hỏi thăm vợ. Anh biết mẹ cũng thương vợ nhiều lắm nhưng vợ cũng không khéo cho lắm trong việc chăm nom nhà cửa, dọn dẹp trong nhà, nên đôi lúc anh thấy mẹ không được vui nên vợ phải chú ý hơn nữa nhé. Và cũng mong mẹ chia sẻ nhiều cho vợ chồng con, đặc biệt là vợ con chú ý hơn. Mẹ ơi, hôm nay thấy mẹ và vợ cùng tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu con thấy vui lắm. Đây là cơ hội mẹ và vợ có thêm những kỷ niệm vui vẻ, thông qua chương trình sẽ hiểu và đồng cảm yêu thương nhau nhiều hơn. Vợ ơi, thật là tuyệt vời khi vợ chủ động đăng ký chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc vợ và mẹ có một buổi ghi hình thật nhiều niềm vui nhé. Sau cùng, gửi lời thăm chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình em tham gia buổi trò chuyện ý nghĩa này. Chúc cho chương trình mãi thành công và phát triển ạ. Hết. Sao? Thấy bức thư của anh chồng cảm thấy như thế nào? Rung động không nhận ra chồng. Ủa chồng em đây hả? Vậy Nhi muốn gửi gắm gì đến mẹ chồng? Em muốn mẹ với em là thông cảm nhau hơn, rồi hiểu nhau nhiều hơn. Còn mẹ muốn chụp hình selfie check in rồi sắm ăn dọn gì á, con làm hết cho. Để con make set up cho mẹ hết cho, con làm được hết. Cảm ơn con. Rồi, mẹ chồng có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Mẹ muốn con là chỉ sửa lại cách ăn nói thôi, chứ con là thấy ok rồi. Dạ. Không, vì cái bản chất cô này có duyên đó. Nhưng thôi, nói nhẹ nhàng là chút xíu. Dạ. Ha.
chúc mẹ chồng nàng dâu hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và em một ít quà. Đây là sản phẩm của thương hiệu Elina. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Cảm ơn cô và em đã đến tham gia chương trình. Cô cũng cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn cô. Con xinh quá. Chú Hoàng Linh đẹp trai quá. Cảm ơn nha. Dạ, con cảm ơn chương trình. Rồi, chúc mọi điều may mắn nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, tạm biệt.